Chào các bác nhé, hôm nay em lại tiếp tục mà review cho các bác một cái ổ tủ điện mới. Bên em là mới lắp đặt xong cho khách. Một cái bác khách ở Sài Gòn nhé. Khách Sài Gòn đặt bộ là 3 hộp tủ với 3 khối pin các bác nhé. Đây, giới thiệu qua một chút này. Đây, hộp tủ này là 1.000W nhé. Đấy, 1.000W này. Đấy. Đây, giới thiệu này. Đấy, thứ nhất là một cái kích này, kích xua 1.000W xin chuẩn này. Điều khiển sạc SRNE là 40A nhé, HP2430. Hệ thống áp này, áp 2 áp DC này, đây là áp điện 220V này. Còn đây, còn bên cạnh đây là hệ thống thông gió này. Rồi ổ điện 220 này, đây là cọc bình này, ở đây hai ổ rắc cái DC này 12V này. Đấy, còn đây là hệ thống dây các bác nhé. Đây hệ thống dây, đây cái này là không có này. Cắm vào để đo thôi. Đây hệ thống dây của tấm pin này, để đấu với tấm pin các bác nhé. Đây đấu với tấm pin này. Đấy, còn đây là bình lithium 12V 100Ah nhé. Đây các bác này, đấy, pin mới 100% luôn. Đây là các khách này đặt phát là 3 bộ luôn, rất ăn chơi. Đây em đang test trước khi giao cho khách các bác nhé. Đấy, mình hôm nay không có nắng nên nạp thêm bằng điện lưới cho nó nhanh. Đấy, là 3 bộ này. Bình lithium. Còn ngoài ra thì bên em còn có một số cái bình lithium nhỏ hơn này, 12V 50Ah các bác nhé. Còn đây là cái mạch thường thôi, đây là mạch bảo vệ mặt cân bằng thường thôi. Còn bác nào muốn có nhu cầu thêm cái mạch daily xịn sò hơn này, mạch cân bằng nó tốt hơn này, đây thì bên em có đủ các bác nhé. Đấy, có đủ luôn cho các bác. Đấy, đấu sẵn rồi, test thử hết rồi. Đấy, còn em giới thiệu qua một chút về cái nguyên lý hoạt động lại của cái hộp tủ điện này. Thứ nhất là đây em giới thiệu bằng cái hộp tủ này. Hộp tủ này thì đang đấu với cả tấm pin đây. Đấy, cho to, cho sáng một chút này. Đấy, vâng nha. Đầu tiên là cắm với ắc quy đây, nối với ắc quy các bác nhé, nối với bình như các bác nhé. Đấy, còn cái hai là đây là hệ thống nối với tấm pin này. Đấy, hệ thống nối với tấm pin các bác nhé. Đấy, chờ sẵn cổng rồi. Cái này là các bác chỉ cắm vào là xong thôi. Đấy, còn khi mà cắm xong rồi thì các bác để tắt hết cái áp đi, khởi động lại. Nó cắm xong rồi các bác bật cái áp kết nối với ắc quy lên trước các bác nhé. Đấy, khi bật cái áp cái nối ắc quy lên thì ở trên cái hệ thống bảng điều khiển của cái điều khiển sạc này nó hiện số các bác nhé. Đây là chỉ số của cái dung tích của cái bình này. Đấy, chỉ số của cái bình các bác nhé. Đây là cái nối tâm pin này. Đây là hiện tại đang chưa kết nối tâm pin, là đang là mặt trăng các bác nhé. Đấy, tâm pin là hình mặt trăng này, báo hiệu chưa kết nối này, em bật lên này. Đấy, bật cái áp lên này. Đấy, các bác thấy chưa, nó chuyển sang mặt trời luôn nhé. Đấy, thì khi đó thì bắt đầu là điều khiển sạc mới được kết nối với tâm pin các bác nhé. Đấy, còn trong cái này thì các bác khi sử dụng các bác bật cái, để ở đây nó có công tắc các bác nhé, có công tắc này, các bác bật điện 220 này. Đấy, kích bắt đầu khởi động này. À, khi bật điện lên thì các bác đây là cái áp điện 220 các bác nhé. Khi giật cái áp lên của điện ổ điện ngoài này là có điện 220 này. Đấy, có điện 220 các bác nhé. Đấy, thì với một cái bộ như này thì các bác có thể cái tủ hộp tủ này các bác có thể là kết nối được với bình thì các bác đây là hiện tại khách này là đặt bình 12V 100A thì các bác nhé. Còn nếu mà các bác có điều kiện thì mình sử dụng nhu cầu sử dụng cao thì các bác tăng cái bình lên, có thể là dùng bình 200A hoặc là cao hơn nữa, đấy do nhu cầu của mình. Đấy, còn hiện tại là cái tấm pin nhé. Còn tấm pin với cái bộ này thì với cái điều khiển sạc này thì bên em thiết kế thì là các bác dùng khoảng tầm 500W pin nhé. Các bác dùng 500W pin của cái hệ điện, đây là hệ 12V này. 12V thì các bác dùng cái tấm 18V này. Đấy, cái điện áp là 18V để cho nó chuyển về cái 12V là ok. Đấy, còn nếu trong trường hợp các bác nào mà có một cái tấm pin to, có sắt tấm pin to rồi thì các bác dùng bình 24V này. Đấy, và cái kích này các bác có thể là chuyển thành kích điện 24, còn đây là kích 12 các bác nhé, 12V lên 220 này. Đấy, thì với một cái hộp tủ này thì cái kích này 1.000. Đấy, thì các bác có thể chạy được các thiết bị có cái công suất tổng nhé. Công suất tổng của một thiết bị có công suất là nhỏ hơn 1.000W các bác nhé. Thì thường thường là với một cái hệ thống như thế này
thì các bác cứ chạy khoảng đạt khoảng tầm 80%, xem khoảng 80-90% đổ lại thì nó sẽ bền bỉ cho cái kích thôi. Còn những cái kích này thì em đã test từ các video trước rồi, nó sẽ đạt đủ 1.000 các bác nhé, đạt đủ 1.000 công suất đấy. Còn tất nhiên trong quá trình sử dụng mình sử dụng lâu dài mà, lâu dài bền bỉ thì các bác cứ sử dụng nó khoảng tầm 80% thôi, khoảng 800-900 đổ lại thôi thì là ok đấy. Thì cái kích này đây này các bác này, đấy nó có nguồn khởi động 2.000 VA này, tức là sao, tức là một số cái thiết bị nó chạy động cơ ấy, đấy thì nó cần một cái nguồn khởi động đấy, một nguồn khởi động thường thường nó khoảng gấp đôi, thì với cái kích này thì sẽ đảm bảo được các bác nhé, nó chạy được các thiết bị là có cái nguồn khởi động như vậy đấy. Thì ngoài ra đây thì bên em cũng đang lắp một cái hộp là có một cái hệ thống tự động nhá, có một cái hệ thống tự động chuyển nguồn ATS này. Đấy. Thì các bác khách này về bác muốn dùng là phòng nó mất điện các bác nhé, phòng nó mất điện đấy, nên này lắp thêm cho bác một cái chuyển đổi tự động này, tức làm sao, tức là khi mà các bác đang dùng điện lưới đấy, đang dùng hệ này điện mặt trời này, nếu mà trong trường hợp mà là hết điện, trong trường hợp hết điện các bác có thể là chuyển sang tự động chuyển sang cái điện lưới các bác sử dụng nhá, hệ thống tự động hết. Đây là cái đầu này các bác cứ cắm vào điện lưới thôi, đầu này cắm vào điện lưới đấy, cắm vào điện lưới đấy, còn cái đầu cắm điện lưới, còn đây nó có một cái đầu ra, có một cái đầu ra của hệ thống điện 220 đây. Đây thì nó đã kết nối với cái kích đi rồi, thì trong trường hợp mà đang sử dụng cái điện từ cái hộp tủ này, dùng điện năng lượng mặt trời, trong trường hợp nó hết điện đấy, nó hết điện thì nó sẽ chuyển tự động chuyển sang cái điện lưới cơ sở để sử dụng các bác nhé, tự động hết, các bác không phải dùng thủ công đâu. Đấy, thì đang làm cho một bác khách đi rồi đấy. Đây, hôm nay là video giới thiệu qua cho các bác về cái ba cái tủ của đây, các bác còn một bác ở Sài Gòn các bác cái đặt đây. Đấy, hệ thống ba tủ luôn. Đấy, rồi video ngày nay xin phép kết thúc tại đây, chào và hẹn lại các bác ở video tiếp theo.